Hôm nay đi chậm một chút miếng ngon thế chứ Lị. Chị Tám đi chợ về hả? Đi vào nhà em chơi xíu. Trễ rồi, chị về nấu cơm cho thằng Lọt nó ăn. Ui dồi, cơm nước gì còn sớm mà. Đi vào em nói chuyện một xíu rồi về. Thôi cô Tám xíu. Phường mình đang vận động tiêm mũi 4 đấy. Cái gia đình chị đã qua tiêm chưa? Chiều ngày hôm qua cả nhà chị mới tiêm đầy đủ xong, chưa thiếu một mũi nào. Em thì nghe bảo là tiêm mũi 4 xong là hay quên lắm. Thế chị tiêm rồi, chị thấy nó có làm sao không? Không, chị chẳng làm sao cả, bình thường. Ngoài cái trí nhớ tốt ra, chị mày còn hơi bị cẩn thận đấy. Cha nội bún riêu sáng nay đang bán tự nhiên hết mắm tôm. May chị đi ngang qua cho mượn 4 chẳng mới mua được mấy can mắm tôm đấy. Đây, con Hạnh đầu xóm 1 triệu, bà Ánh 600k, ông Tư xích lô 200k. Rồi chưa kể là thằng Nghĩa còn nhà bà Trang vay chị hẳn cả năm. Cẩn thận, không bao giờ là thừa chị nhờ. Thôi, chị về nấu cơm đây. Cũng trễ lắm rồi. Chị về nhá, gượng đã chị. Nhà chị Tám còn gạo không cho em vay 2 cân nhá. Tuần sau em trả. Nhà hết gạo. Thế thôi qua nhà chị múc cho. Ngồi Tám có chút xíu mà đi tóng cả ký nhãn. Biết vậy đừng qua. Vừa đủ 2 ký gạo trả chị Tám. Nhưng mà có vay có trả, sống uy tín mai mốt còn mượn tiếp được. Chưa nên mì tôm vậy. Cái cuốn sổ ghi nợ hôm bữa mình để đâu rồi ấy nhở? Mình cho bao nhiêu người vay ta? Chị Tám, em đang định mang gạo qua trả cho chị đây. Cô, hôm bữa cô chẳng vay chị 2 bát gạo. Đúng không? Mình mượn 2 ký mà sao chị lại đòi có 2 bát? Không lẽ đây là triệu chứng của tim mũi 4 hay sao? Có nên nói thật là mượn chị 2 ký không ta? Không được, làm người ăn làm như thế. Lương tâm mình không cho phép mình làm như vậy. Nhưng mà lương tâm làm sao bằng lương thực được. 2-3 bát gạo gì hình như em cũng không nhớ rõ nữa. Thôi, chị đứng đây em vô múc gạo trả chị nhá. Mời đẹp, mời đẹp. Đúng không ta? Còn ai nợ mình nữa không ta?